Ok, đất và điểm ta giá đã thông hòa xin chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Đó, hôm nay em có một cái biệt thự như quý anh chị. Thuộc xã Hòa Hội, huyện Si Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm là ngọt. Đây quý anh chị ha. Đó, cái biệt thự là mới vừa xây xong nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa thông nha. Ngang 9,3 m sâu 27 m. Đó, đất quy hoạch à, cỡ hết chú quý vị ha, phụ hồng hết nha. Đó, đây là đi vào là bên tay đi thẳng vào là phòng khách xong rồi bên tay trái là phòng thờ quý vị ha. Xong rồi sau phòng thờ là có ba cái phòng ngủ. Đó, em quay sơ cho quý vị xem là đây là cái phòng khách nè. Nói phòng khách này á, là chủ nhà nói là có vách ngăn chỗ này nha quý anh chị giữa phòng ăn và phòng khách nha Đó, nhưng mà tại vì hiện tại là sổ này đang vay ngân hàng đó, nên chủ cần tiền bán gấp là 2 tỷ 650 nha quý anh chị thì giá này là thương lượng trực tiếp với chủ nha đó, nói chung cái giá nó ngày hôm qua ngày hôm kia thì khác nha quý anh chị đó, nhưng mà vừa rồi là chủ thay đổi giá nha giá hiện tại em cập nhật là 2 tỷ 650 đó phòng hiện tại là cái phòng mình là có hai cái hai phòng nha bên này là tổng thể có bốn phòng hai phòng có toilet như vậy còn hai phòng là không có toilet nha quý anh chị à. à. à như nói chung nhà mới xây luôn không có một cái vết trầy xước hay là vết cũ gì nha quý anh chị mới vừa xây xong chủ ngọt ngân hàng nên là cần bán gấp nha quý anh chị ha đó, mình tiền đắt không ở đây là đã là một tỷ mấy rồi nha quý anh chị đó, còn tiền tiền xây là chị chủ nhà nói là đã 2 tỷ rồi đó. nguyên một cái nhà máy nhật của chị ha nhà này nhà máy nhật nha quý anh chị đó, tổng diện tích xây là khoảng 200 trăm mét vuông quý nhà 200 hơn 200 mét vuông là là diện tích xây dựng nha quý anh chị. À, một cái nhà máy thái cực đẹp luôn. À máy nhật cực đẹp nha quý anh chị. bốn à, bên là cầu đất trống hết của mình chủ nhà là xung quanh là chừa lại xung quanh hết quý anh chị ha là bốn bên là trống hết rất gì là thông thoáng nha quý anh chị à, quay chi tiết cho quý anh chị xem à, căn nhà cực đẹp quý anh chị ha À, cái chị chủ nhà nói là thợ và kiến trúc xây dựng à, vẽ cái nhà này là đều ở thành phố xuống quý anh chị ha à, làm nha nên là cái em nghĩ cái xã Hòa Hội chỉ có cái nhà này là kiểu mẫu đẹp nhất nha quý anh chị và xây dựng đẹp nhất nha thuộc xã Hòa Hội huyện Siêu Mộc tỉnh Bà Rịa Ông Tàu nha quý anh chị à, hướng này là hướng Tây Nam quý anh chị nha mặt tiền mình được 9m3 sâu vô 27 m, nở hậu ra là 12 m quý anh chị ha. À, phía sau là 12 gần 12 m là nở hậu nha quý anh chị. À, cực kỳ đẹp nha. À, ở đây là mình à, mặt tiền đường là đường nhựa, đường nhựa thông. Điện nước đầy đủ nha quý anh chị. À, đối diện nhà mình này, khu dân cư đông đúc nha. À, em quay sơ đâu quý anh chị thêm. À. Cái này từ vị trí của mình ra tỉnh lộ 329 khoảng độ tầm 500m và đi ra ủy ban dân xã chợ hòa hội khoảng độ tầm 500m quý anh chị nha còn từ vị trí của mình đi về biển Hồ Tràm khoảng độ tầm 25 km nha quý anh chị Đó, ra thị trấn Phước Bửu khoảng độ tầm chưa đến 10 km là tới thị trấn Phước Bửu nha Đó. À, nhà dân anh chị thấy không sang sát đây điện nước, nói chung là khu này đông vui lắm quý chị nha. À, bên phía phía bên này là có cái nhà máy thái nha quý anh chị. À, đây nhà mình đang nhìn vào này anh chị đó, à, nhìn rất chỉ là đồ sộ nha quý anh chị. À, anh anh chị nhìn trong hình thì nó nhỏ nhưng mà thực tế nó lớn lắm quý anh chị ha. À, thì anh chị nào mà thích cái nhà này liên hệ cho em em chắc tới làm việc trực tiếp với chủ ha. À, em quay sơ lại cho quý anh chị xem này à, căn nhà máy thái cực đẹp nha à, máy nhặt cực đẹp nha quý anh chị à, phía trước là cửa gỗ nè cửa gỗ cam xe nha phía sau là toàn bộ cửa đi và cửa sổ đều là nhôm si nha quý anh chị à, nhôm si hết nha này, mấy cái cửa phòng là cửa gỗ hết nha quý anh chị ha thì tất cả nội thất trong đây là để lại hết nha quý anh chị mình chỉ dọn vào là ở ngay luôn nha đó, anh chị nào mà nghỉ dưỡng cái nhà này rất là ok nha đó. phía bên hông này chừa khoảng độ tầm 2 mét quý anh chị nha đó, phía bên hông này nên là nhà mình là thông thoáng bốn phía quý anh chị nha đó, thông thoáng bốn phía luôn À, phòng này phòng ốc rồi à, quay sơ lược lại cho quý anh chị xem một lần nữa nha bếp không dân bếp nào cực đẹp nha quý anh chị à, phía trước nè em nói là vị trí là thuộc xã Hòa Hội huyện Siêu Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ tầm 90 km quý anh chị nha. Sẵn đây em xin giới thiệu thêm mà anh chị nào có đất hạt nhà cần bán thì gửi em ra bán phụ nha quý anh chị. À, hiện tại em nói là cái sổ này đang vay ngân hàng 600 triệu. À, anh chị tới là có tiền là vào trong ngân hàng rút ra công chứng luôn nha. À, cái này anh chị làm bờ rào nè, làm hồ bơi, trồng cỏ. À, là hình thành một cái căn biệt thự quý anh chị ha. À, ở đây là cái sổ nha quý anh chị, 377,8 m2, đất ở là 40, lên thổ cư thoải mái quý anh chị nha. địa chỉ là xã Hòa Hội, huyện Siêu Mộc. Rồi, em xin mến chào quý anh chị, hẹn anh chị video sớm nhất nha.